Xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Lan Lê Cuộc Sống 7 Ngày hôm nay. Tiếp theo cái video trước thì mình sẽ chia sẻ về một cái chủ đề, đó chính là nếu các bạn cảm thấy không hạnh phúc, nếu các bạn cảm thấy bất hạnh, nếu các bạn cảm thấy không đầy đủ, hoặc là những cái gì nếu mà các bạn cho rằng cái cuộc đời này nó không có hoàn thiện, hoàn hảo cho đối với bạn, thì hãy xem cái video này nhé. Thì thưa các bạn, nói chung lại là video này sẽ chia sẻ cho những cái gì thực tế nhất để các bạn có thể mà làm và áp dụng theo ha. Những cái điều này thì hy vọng rằng sẽ giúp ích cho những bạn nào mà đang đau khổ, không hạnh phúc. Thì thứ nhất là các bạn không được so sánh bản thân mình đối với những người khác. Thí dụ như các bạn gặp một cái cuộc sống của ai đó ở ngoài đời hơn bạn chẳng hạn, hoặc là các bạn thấy ở trên Facebook, Instagram gì đó những cái hình ảnh mà họ chụp đi chơi, đi dã ngoại, hoặc là đi những cái nơi đắt tiền, hoặc là họ ăn uống những cái đồ sang trọng chẳng hạn, hoặc là họ là những người chơi sành điệu, họ là những người chịu chi tiền, họ giàu có, và họ là những cái người mà có đang hạnh phúc tuyệt vời nhất, có người yêu lý tưởng, bạn trai bạn gái chẳng hạn, thì hãy ngưng ngay cái điều so sánh đấy, vì các bạn đang muốn cái vị trí của người khác, nó là một cái điều không nên đó các bạn. Khi mà các bạn làm như vậy thì các bạn sẽ không cảm thấy mình hạnh phúc đâu, các bạn sẽ không cảm thấy nó vui vẻ đâu các bạn. Thì đối với mình cũng vậy, trước đây mình cũng so sánh cái trường hợp này rồi đó các bạn. Khi mà mình biết chồng mình là người cơ hàn, cái kiểu như là anh không có công việc ổn định, anh không có tạo ra tiền mà phải sống nhờ mẹ trong cái thời gian đầu, thì lúc đầu mình cũng cảm thấy rất là, nói chung là không phải là nản mà cũng thấy là mình không thể nào mà làm cái việc gì đó giúp ích, hay là có thể là giúp đỡ mẹ mình ở Việt Nam chẳng hạn. Thì lúc đó mình cảm thấy là so sánh với cái cuộc sống của người khác. Các bạn có biết không, khi mà thấy người khác họ sung sướng, họ giàu, nhưng mà họ lại chi tiền quá quá là phung phí, mình cảm thấy tiếc điều đó. Nhưng mà so lại với mình thì cái cuộc sống lúc đó mình nó không có cái gì hết các bạn, chỉ là số không thôi. Tuy rằng ở nước ngoài nhưng mà mình không có cái gì trong tay hết, nên cũng cảm thấy tủi tủi thân đó các bạn, và nhìn vào cái vị trí của người khác. Nhưng có một người khuyên mình như vậy: nếu mà các bạn sống mà các bạn chỉ hướng về cái hơn của người khác, so sánh với bạn, thì các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc đâu. Các bạn muốn sống hạnh phúc và thì hãy sống theo cái cuộc sống hiện tại của các bạn. Các bạn hãy cho đó là một cái đủ, hãy nghĩ nó là đủ cho bạn là được. Con người thường có lòng tham á các bạn, chưa bao giờ cho là đủ hết. Khi mà họ mong ước một cái điều gì đó, giả sử như bây giờ bạn đang ao ước là các bạn trúng số để các bạn có thể là được đi chơi, được xây nhà lầu chẳng hạn. Đó, khi mà các bạn được trúng số rồi, các bạn được xây nhà lầu rồi, lúc đó bạn có tiền rồi, thì lúc đó các bạn lại ước thêm nữa. Các bạn muốn ước là nó sẽ cao xa hơn, là ước gì các bạn có thêm thiệt là nhiều tiền nữa để các bạn có thể là chi tiền đi du lịch đó đây, đi khám phá cả thế giới, hoặc là đi vào những cái thành phố, những cái đất nước nào đó giàu có, nổi tiếng chẳng hạn ha, đi lên những cái nơi mà quý phái sang trọng dành cho những người giàu. Các bạn càng đòi hỏi cao xa hơn nữa. Cái kiểu người ta nói là tham thành thâm, mà khi mà ở bên đây người ta nói khi mà cho được ở một cái bàn tay rồi thì người đó họ tiếp tục xin thêm cả cái cánh tay của các bạn. Có nghĩa là họ tham lần đầu thì họ sẽ tham tiếp lần thứ hai và càng ngày càng nhiều hơn. Đó. Cái này là người nào hầu như là rất là nhiều người họ như vậy. Rồi cái cuộc sống thường thường là nếu mà không ai cảm thấy là cái cuộc sống mình đủ thì họ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Còn nếu mà
họ luôn cảm thấy thiếu thì lúc nào họ cũng thiếu, cho dù họ giàu có hơn ai chẳng hạn thì họ cũng cảm thấy thiếu, chưa đủ với cái mong muốn của họ. Mình nói ví dụ về đặc trường hợp giống như là người phụ nữ hay chẳng hạn, người phụ nữ khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh Facebook họ chia sẻ đó, những cái cô gái khác đó, à, trên Instagram, những cái về cái công nghệ đó, họ hay thường tự sướng ở trên đó đó, khoe những cái này cái kia đó, thì thấy là muốn ướt vào là tại sao tôi không đẹp giống như họ, à, tại sao tôi lại không có cái dáng vóc giống vậy, hoặc là có nhiều người tại sao mà cái thân hình tôi nó không được đầy đủ, hoặc là không có hoàn hảo giống họ, hoặc là không có được 6 múi như họ chẳng hạn, hoặc là sao mà họ có người yêu đẹp quá mà sao tôi lại không được, hoặc là họ sẽ nghĩ nói là sao mà nó có chiếc xe mày mắc tiền sướng quá vậy. Cái kiểu giống như là họ đang mơ tưởng các bạn, thấy ai hơn hơn hay tốt đẹp quá thì mơ tưởng. À, vậy thì các bạn hãy nghĩ lại xem những cái hình ảnh mà họ post lên như vậy nó có thật sự là đúng với cái thực tế không, như là một cái cô gái gì đó họ đẹp, hay là một cái anh chàng gì đó cao ráo đẹp trai hot boy, thì đó chỉ là một cái hình ảnh ảo thôi các bạn. Khi mà các bạn lướt web á, thì những hình ảnh đó họ đã cắt chỉnh sửa lại biết bao nhiêu giờ rồi nó mới được cho ra một cái hình ảnh ảo, hoặc một cái hình ảnh hoàn hảo đẹp tuyệt vời như vậy. Thì cái dạng giống như là cuộc sống ảo mà, đương nhiên là ai cũng muốn sống ảo hết, thì cái gì bây giờ cũng vậy, phải đẹp thì người khác mới thích mới nhìn đó. Nên bây giờ sử dụng công nghệ rất là nhiều các bạn, chỉ cần chỉnh sửa chút xíu thôi, có khi mà người này mà ghép với người kia các bạn cũng không biết đâu, nhìn kỹ thì mới biết thôi, chứ nhiều khi cũng không biết nữa. Còn dạng như mấy người mà không gành đó, thì họ nghi không cần nghi gì hết cho thấy là họ tin liền đó. Những cái hình ảnh mà bạn thấy là họ đang hạnh phúc, họ đang sung sướng, họ phải ăn được những cái thức ăn ngon trên đời, những cái cao lương mỹ vị, những cái chuyến du lịch sang trọng, những cái thành phố, những cái khách sạn nhiều sao chẳng hạn, thì các bạn thấy như vậy thì các bạn nghĩ rằng đây là một người hoàn toàn có cái cuộc sống đầy đủ hạnh phúc sung sướng mà biết bao nhiêu người mơ ước đó. Thưa các bạn, thì những cái hình ảnh đó chỉ là qua chỉnh sửa rồi, và thậm chí là những người này họ luôn luôn phải đẹp, phải khoe để cho người khác biết mà tôn trọng họ, là họ là giàu có, và họ là người có tiền chẳng hạn. Nhưng mà các bạn đâu biết được, cho dù là người dân thường hay là người có địa vị cao, hay là người giàu hay là người nghèo, thì mỗi người tất cả chúng ta đều có những cái nỗi khổ riêng, những cái nỗi khổ mà khó nói. Người người giàu thì họ sẽ có nỗi khổ, đó là họ sẽ không có hạnh phúc. Vì sao? Tại vì khi mà họ có quá nhiều tiền đi thì họ sẽ không biết được đâu là tình yêu chân thật. Người mà đến với họ chỉ vì tiền, họ lợi dụng cái điều đó để mà có thể là kết thân, để moi tiền. Thì người giàu họ muốn tìm được cái hạnh phúc, một cái tình yêu chân chính thì rất là khó các bạn. Không biết người phụ nữ nào mà có thể là đến với anh ta hay là đến với cô ta vì yêu thật sự hay là vì tiền. Họ luôn đặt ra câu hỏi như vậy, nhưng mà chắc chắn câu trả lời sẽ là vì tiền. Nên họ luôn luôn lúc nào cũng có cái nỗi khổ như là sau này hết tiền rồi cô ấy có bỏ mình không, hay là cô ấy sẽ chọn cách là đi thêm một bước nữa, chọn một cái người mà có tiền, có giá trị, có cái sự giàu có mang lại cái cuộc sống đầy đủ hơn cho cô ấy, thì cô ấy mới chấp nhận đó. Thì người giàu có họ sẽ nghĩ như vậy. Còn đối với người nghèo, các bạn có cái nỗi khổ là các bạn không có tiền, các bạn không được sống cuộc sống sung sướng, nhưng mà đảo ngược lại các bạn lại có cái hạnh phúc, mà cái hạnh phúc đó là chính là cái hạnh phúc chân thật, cái hạnh phúc mà các bạn có được là khó có thể nào mà mua được. Tình cảm không mua được, tình yêu không mua được, cái hạnh phúc cũng không mua được. Chúng ta không thể nào mà dối lòng dối người được. Hạnh phúc là nó thể hiện trên cái cả trái tim của các bạn cảm nhận cái cảm xúc, và kể cả lộ diện qua vẻ bề ngoài nè, các bạn nhìn thấy người hạnh phúc là các bạn sẽ thấy khác. Thì đó là lý do những người giàu và những người nghèo họ có đều có cái nỗi khổ riêng. Thấy người ta giàu nhưng chưa chắc người ta đã hạnh phúc,
giống như một cái cặp vợ chồng mà họ lấy nhau. Người vợ thì còn rất là trẻ tuổi và người chồng thì lớn tuổi khoảng mười mấy 20 tuổi các bạn. Nhưng mà người chồng lại có tiền. Người chồng thì làm bên một cái công ty sản xuất, thì ông ta là chủ thì đương nhiên ông ta là người tạo ra tiền nhiều và lo được cái cuộc sống sung sướng cho người vợ trẻ. Nhưng người vợ trẻ này họ đến với ông này thì chắc chắn rằng là vì cái cuộc sống sung sướng thôi, nhưng mà về tình yêu thì không có. Tại vì khi mà không có tình yêu thì đương nhiên chỉ đáp ứng lại bằng cái kiểu cho và nhận, chứ thật sự là cái tình yêu không có giữa hai người. Thì người cô gái này họ sẽ không cảm thấy hạnh phúc vì họ sẽ không có cái cảm xúc, không có cảm giác. Thì khi mà sống với một ông chồng lớn tuổi vậy thì cô này sẽ có cái chịu, giống như là có thể sẽ giới ngoại tình chẳng hạn, dễ đi tìm, đi ra ngoài tìm một người bạn bồ trẻ chẳng hạn. Còn cái người đàn ông này thì lớn tuổi rồi, kiểu giống như là chỉ muốn an phận mà thôi, thì tiền có bao nhiêu cái cung phụng cho người phụ nữ trẻ đó. Người phụ nữ trẻ thì nếu mà đáp lại thì chỉ có cái sự cho và nhận giữa hai người giao kèo với nhau mà trước mà thôi đó. Nên khi mà người giàu họ không được tình nhưng mà họ có rất là nhiều tiền, còn người nghèo họ không có tiền, họ thiếu thốn nhưng mà họ có đầy đủ về tình yêu và tình 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 người đó các bạn. Các bạn phải hiểu những điều như thế này cơ bản thôi, mình hiểu mình nói cơ bản để cho. Rồi những cái lúc mà bất chợt như là một ngày hay một tháng hay một tuần gì đó mà các bạn đang so sánh vị trí của các bạn vào vị trí của người khác, các bạn cảm thấy là các bạn bất hạnh, các bạn không có được như họ chẳng hạn, thì cái này các bạn đừng nên nghĩ là cái ngày hôm đó các bạn cảm thấy là kinh khủng, một cái ngày tận thế của thế giới hay cái gì đó ha. Thì đây không phải là một cái lý do, một cái điều chính đáng, mà chính là các bạn đang ở trong cái tình trạng bế tắc, các bạn không tìm thấy được cái một cái điều gì đó tốt đẹp hơn cho các bạn, thì hãy cho nó thời gian. Sang ngày mai thì trời sẽ lại sáng, thì lúc đó các bạn sẽ tìm thấy được cái gì đó tốt đẹp hơn, các bạn sẽ thay đổi cái cuộc sống của bạn thật sự. Người ta nói người giàu họ chịu chi tiền rất là nhiều, họ xem tiền như là giấy chẳng hạn, họ chịu bỏ ra những cái món tiền có giá trị, những cái vật mà ngoài thân, nhưng mà họ có thể là bỏ ra cả mấy trăm triệu, cả tỷ bạc để mua một cái món đồ đó, để mà chủ yếu là để trưng trong nhà cho vui, cho nó thẩm mỹ. Nhưng mà đối với họ, khi họ đã giàu, họ chi tiền rồi, thì những cái món đồ đó chỉ có giá trị đi nữa thì họ cũng cảm thấy rất bình thường. Nhưng đối với các bạn, khi các bạn nghèo, một ngày đó các bạn phát lên, các bạn giàu có giống như họ, thì đó chính là một cái điều phi thường nữa các bạn. Các bạn có hiểu ý mình không? Điều mà các bạn cần nên đó chính là phải biết chấp nhận cái sự thật. Các bạn phải biết rằng trên cái đời này, khi mà chúng ta rơi vào cái tình trạng đó thì các bạn có quyền buồn, có quyền khóc, có quyền thể hiện cái cảm xúc, vì chúng ta là những con người trên thế giới, là những người có trái tim. Thì khi có trái tim rồi, các bạn hãy làm theo con tim mình nói là như thế nào đó. Nên khi mà ai đó rơi vào tình trạng bế tắc giống như bạn thì họ cũng vẫn phải trải qua một cái như là đau khổ, như là cảm thấy là bế tắc giống như bạn vậy thôi, chứ không khác gì hết. Vì chúng ta là những cái con người bằng xương, bằng da, bằng thịt, có máu trong đó và có cả trái tim biết yêu, biết thổn thức. Thì ai cũng như ai thôi các bạn. Các bạn phải biết tự an ủi mình trong cái cuộc sống. Ừ, hôm nay các bạn cố gắng làm để ngày mai sẽ tốt hơn. Còn nếu mà hôm nay không được thì các bạn sẽ chờ đợi đến ngày mai để làm tốt hơn nữa. Và ngày mai không được nữa thì các bạn hãy cố gắng ngày kia, ngày nọ, cho đến khi nào mà các bạn đạt được thì thôi. Đó, các bạn hãy cố gắng thì các bạn sẽ tìm thấy một cái tương lai mới, một cái chân trời mới cho các bạn để bước qua. Hãy rèn luyện cái tinh thần thép cho các bạn để cái cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ đâu, thì trong cuộc sống luôn luôn có những cái chướng ngại vật, những cái khó khăn hết các bạn. Các bạn phải biết là những cái điều này các bạn cần phải bước qua, phải trải qua. Nếu mà các bạn nản chí thì các bạn sẽ bị chùn bước và các bạn không thể nào mà bước tiếp tới cái tương lai đó được. Thì các bạn phải tự an ủi mình, tự cố gắng là yêu chính bản thân các bạn và phải tự xoa dịu cái nỗi đau đó. Thì vì không ai có thể làm việc đó thay bạn cả. Chỉ chính bạn tự cứu sống bản thân và tự yêu chính mình. Khi yêu chính mình rồi, các bạn có thể là yêu được người khác và đem lại hạnh phúc cho người khác. Đúng không các bạn? Cũng có nhiều chuyện lắm các bạn. Có nhiều người họ sẽ không có biết quý trọng cái bản thân của họ. Khi mà yêu một ai đó không đến được với nhau thì thường thường có những cái cặp trai đôi trai trẻ họ thường hay dẫn nhau, họ một người chữa hai người, thường hay đi đến những cái cầu cao lớn các bạn để nhảy sông để mà tự vẫn. Thì cái trường hợp này mình nghe rất là nhiều. Thời tại thì thời trẻ bây giờ họ rất là nghĩ quẩn, họ không có suy nghĩ kỹ á, thì khi mà họ mất rồi á thì đương nhiên là cái nỗi đau nó sẽ không còn và họ sẽ cảm thấy yên hơn. Khi mà họ yên rồi, họ mất rồi thì đương nhiên họ sẽ yên, nhưng mà cái những cái người còn lại đang sống á, thì đương nhiên là họ sẽ hứng chịu tất cả cái nỗi đau đó và dày vò vào bản thân họ. Họ luôn luôn lúc nào cũng cảm thấy đau khổ. Thì những người đó chính là những người gia thân trong gia đình của các bạn, như là song thân hay cha mẹ của các bạn ha. Nỗi đau mất mát quá lớn ha, từ những cái điều dạy dỗ của những đôi bạn trẻ đó. Vậy thì các bạn nên làm đó là tự an ủi bản thân, hãy tìm thấy cái niềm vui bên trong của các bạn đi, và hãy đừng có lo sợ là các bạn sẽ cô đơn mà phải đi tìm một người nào đó để giúp cho các bạn vui. Các bạn hãy tự cố gắng, tự rèn luyện cho mình và tự tìm thấy những cái gì đó niềm vui trong các bạn, để các bạn sẽ cảm thấy an ủi, cảm thấy ok rồi á, thì lúc đó từ đó về sau các bạn sẽ không cảm thấy sợ khi mà các bạn ở một mình nữa. Đó. Nói tóm lại, qua cái video này mình muốn khuyên đến các bạn rằng khi các bạn cảm thấy mình không được may mắn, khi các bạn cảm thấy mình đang bế tắc hay bất hạnh, thì cái điều đầu tiên các bạn nên cần nghĩ đến đó chính là người thân gia đình của mình. Họ chính là cái chỗ dựa tinh thần cho các bạn. Còn không nữa thì các bạn hãy tự nhìn lại bản thân mình, xem xét lại bên trong mình cái gì là có ý nghĩa nhất các bạn, cái gì các có thể là làm cho các bạn vui. Hãy tự tìm đến cái điều trong bí ẩn ở trong con người của bạn là cái gì khiến cho các bạn phải vui, cái gì mà khiến cho các bạn phải cảm thấy là những điều nên làm trong cái cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Thay vì thì lúc mà những khi các bạn đau buồn đó, các bạn cảm thấy bất hạnh đó, thì các bạn hãy đi làm những cái việc tốt đi, như là những cái việc từ thiện chẳng hạn, hay là đi giúp đỡ người khác, phụ giúp những người này người kia chẳng hạn, hoặc là đi đến những cái người bạn bè hay là láng giềng cùng trò chuyện tâm sự, hoặc là đi đến những cái câu lạc bộ gì đó hội nhiều người người lớn tuổi, hay là những cái người mà họ sống một mình đó, các bạn có thể lại đó, như là chúng ta cùng trò chuyện với nhau. Ở bên đây thường thường là họ có những cái nỗi niềm riêng gì đó mà họ muốn nói, muốn bộc bạch ra hết đó, mà không muốn thổ lộ cùng ai được đó, thì họ sẽ có một cái câu lạc bộ các bạn. Thì trong đó cái câu lạc bộ đó họ sẽ có một nhóm người khoảng từ 10 người, thì họ sẽ ngồi xung quanh với nhau một cái vòng tròn như vậy nè, và họ sẽ chia sẻ tất cả cái sự thật bên trong của họ, họ muốn nói ra hết. Trong khi đó là những người mà họ đang nói chuyện không có quen biết ai hết, thì khi mà họ nói ra những cái nỗi niềm đó rồi đó, thì những cái người đối diện đó họ sẽ cho ra ý kiến và họ sẽ cùng bàn luận cái vấn đề của các bạn. Thì lúc đó các bạn sẽ biết mình phải làm gì và nên làm gì. Còn những người khác, như là họ có liên quan về vấn đề về tệ nạn tùm lum trong xã hội ha,
Rồi có người thì họ lại yêu đương mù quáng, bị mất mát người yêu ha. Có người thì bị bồ bỏ ha. Rồi có người thì cha mẹ ly thân ha. Rồi tùm lum chuyện hết là họ, tất cả những cái chuyện gì mà nói niềm riêng mà họ không có giải bài, họ không có giải quyết được, thì trong cái hội đó họ sẽ chia sẻ với nhau và họ tìm cái hướng đi, tìm những cái ý kiến của mỗi người họ sẽ tích góp được, thì lúc đó họ sẽ giải quyết cái câu chuyện này. Hôm nay mình nói hơi nói dài một chút xíu, nhưng mà cũng là những cái gì mà mình biết, những cái gì mà mình trải nghiệm và những cái gì mà mình học được thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Mong rằng cái video này nó sẽ là dược, lời an ủi, lời khuyên, nhưng mà cũng là vừa giải trí cho các bạn được hiểu thêm trong cuộc sống nhé. Mình không phải là một người có giàu kinh nghiệm, mình cũng không có phải là một người chững chạc lớn tuổi lắm, nhưng mà biết cái gì đó thì mình chia sẻ thôi các bạn ha. Giúp vui được cho đời thì giúp ha, mình là như vậy đó. Nếu các bạn cảm thấy yêu mến mình, ủng hộ kênh mình thì hãy tiếp tục like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng nghe, và để không bỏ lỡ những cái video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới. Bye bye.